Min sẽ dắt mọi người đi ăn hải sản xô so, Ở đây hải sản được chia ra hai loại đồng giá Tôm hùm cua và ốc hương là 69k cho 100g Còn các loại hải sản còn lại á, thì đồng giá 35k 100g Gồm có tôm kèn, này, tôm sú, nè ghe, con vẹt, xúc xích, tôm tích, bạch tuộc và sò đi Ok, sau khi đã lựa sơ sơ thì mình sẽ mang đi chế biến Ở đây á, có tới 4 loại sốt lợn nhưng mà hôm nay á, thì mình chỉ ăn rim và sốt cá chua thôi Trời đất ơi, con cua gạch nó ú nu mà nó gạch quá mình vẫn có thể đứng quan sát được cái nồi nhân của mình đang được chế biến như thế nào nha có thêm bắp nè khoai nè rồi quá trời tỏi phi luôn quán có hai chi nhánh một là bên bình thạnh hai là bên quận tư hôm nay anh của min đã dắt minh đi bên quận tư đó cái anh của min đang đợi sẵn và đây là đồ ăn đã lên rồi nè mẹ đất ơi tên ơi đồ ăn chế biến xong nhìn rất là hấp dẫn và cực kỳ thơm luôn mời mọi người nhập tiếp ồ oh, wow em tôm hùm được phủ đầy sốt và body cực kỳ quyến rũ đó mình sẽ xé xớ thịt của tôm ra quất vào cái nước sốt ke chun quất thêm một miếng nữa mới được nước sốt ăn rất là vừa miệng mặn mặn ngọt ngọt chỉ cay một chút xíu thôi nên bạn nào mà không ăn cay được nhiều quá cũng đừng có lo nha mà min là người thích ăn kèm bánh mì chấm vào sốt đó nên đã cho thêm một chén sốt đổ vào ăn nhiều vậy nó mới đã và tiếp theo là màn trình diễn của em cua ú đây ra gạch cua thì quá trời luôn còn thịt cua thì chắc nịch mọi người coi nè nguyên một cục gạch cua luôn và còn những món linh tinh giống như là xúc xích nè sọ điệp nè và ốc hương nữa nè anh chị chủ quán biết min đến đây xin review á nên đã giảm giá cho min mười phần trăm thích quá à